Hello, chào mừng người rất nhiên chào cô chú anh chị. Hiện tại em ở tuyến đường về đến nhà của chú Vũ Linh. Hiện tại sáng nay rồi chú anh chị. Linh nó có một bà cụ đang bán đồ ăn anh chị. Chạy em đang nói là sáng thì chuyện đóng cửa chưa dậy nha chú chị, đóng vẫn còn đóng cửa nha. Này có gì hiện tại em đang ngồi uống cà phê ở gần địa điểm của chú anh chị. Anh chú cái xe màu đỏ là ở nhà thì em cập nhật buổi sáng cho em ở nhà của Nam Vương có chú chị. Hiện tại của con trước là có một cô đang đi bộ này, còn trên thì chú chị thấy có bà cụ và đang mua bán, có một cô đang tập thể dục của chú chị. Chưa mở cửa nha cô chú anh chị, chưa mở cửa nha. Cô Năm á, em cập nhật buổi sáng cuối tuần nhật cô chú anh chị xem đây. Ở trên trước nhà của Năm đang có mái nhà, cái có hai con ngựa nè cô chú anh chị, hai con ngựa. Có bà cụ bà đang ấy. Đây. Chứ có gì là đấy. Trước nhà của Năm thì một đoàn một chim bồ câu nè cô chú anh chị. Còn chim bồ câu luôn. Em chụp luôn. Đây luôn. Hả? Hả? Này có nhắc được. Để em sẽ cầm má, em sẽ qua sát cho cô chú anh chị xem hiện tại là đâu có. Đây. Đang trước nhà cậu thì hiện tại bây giờ đang có đèn sáng 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 chớp chớp luôn cô chú anh chị. Có bà cụ ở trong để em gặp nhật cho cô chú anh chị thì buổi sáng nha. Đang có gì sáng ra vào thường xuyên, dừng đậu xe trước cửa đó, để hai cái bảng hai bên nữa chú chị. Rồi của Năm cũng cũ đầu đường đường lớn mình vô đây là sẽ gặp nhà của Năm nữa của chú chị. Tại nhà của Năm đây. Chị không lo chưa dạy nghe của chú anh chị, chưa dạy, chưa có ai dạy. Em sẽ cập nhật cho cô chú anh chị xin hiện tại là buổi sáng.
Được, chiều hôm đó chưa có ai dạy có gì, còn vẫn còn đang ngủ mà. Thì có bên cặp bên nhà chị hồng loan thì có một cô đang bán đồ ăn của chú anh chị, bán đồ ăn trước nhà chị hồng loan, lại có nhà bán giày luôn chú anh chị đó. Em xe em để bên này, em sẽ lấy cái. Hiện tại là em đang đứng dưới nhà của Nam Vũ Linh nghe cô chú chị. Đây, đằng trước đây. Nào cô chú. Nhà nếu mà đoạn đường này mà buôn bán thì ngon ha, rất sạch sẽ cô chú chị. À, nhà của Nam. À. Chưa có ai dạy cô chú chị, có mấy cô đang tập thể dục. Mấy cô đang tập thể dục cô chú chị. Em sẽ cập nhật buổi sáng cho cô chú chị xem. Buổi sáng nha. Bên này vô trong này để trước đoạn đường con nào con năm đây có cô đang bán đồ ăn à. Chị không lo chưa dậy nha. Nhà chị ông Long bây giờ có bơm nó rình đầy á. Em qua em né chứ sợ có bao nó rửa. Nè cuốn gì? Hiện tại em đang ở trước nhà của Năm cô chú chị. Nhà của Năm đây cô chú chị. Nói chung là còn sớm quá, chưa có qua người nhà chưa ai dạy em cô chú anh chị. Trước cổng nhà chị đồng đoan là có treo hai cái túi kia. Cô chú anh chị quên chú chạy ha. Đây là cô sáng rồi. Ừ. Năm tỉnh. Một cô chú anh chị thấy video hay thì đã cho em một like, một chia sẻ nha cô chú anh chị. Em sẽ cập nhật video tiếp, nhiều video tiếp theo cho cô chị xem nha. Chưa mở cửa nghe cô chú anh chị.